Xin chào tất cả các bạn, mình là Bùi Bánh Linh, mình đến từ lớp môi trường DK57. Sở thích của mình là âm nhạc. Có thể nói âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Đến với cuộc thi ngày hôm nay, mình mang tinh thần giao lưu, học hỏi giữa các bạn cùng khoa và cũng như muốn tăng thêm phần tự tin của mình cho đám đông. Có một câu nói mình rất ưa thích, đó là khi bạn không tự tin vào chính bản thân mình thì coi như bạn đã thất bại một nửa. Vâng, và trong đêm chung kết ngày hôm nay mình rất tự tin là mình sẽ giành được chiến thắng. Mong mọi người hãy cổ vũ thật nhiệt tình cho mình và tất cả các bạn thí sinh còn lại để mọi người có thể hoàn thành thật tốt bài thi của mình. Chào các bạn!